phòng tránh nguy cơ bị bắt cóc. Hôm nay, mẹ Hùng có việc ở cơ quan, không thể đến đón Hùng đúng giờ được. Mẹ dặn Hùng rất cẩn thận vì Hùng phải chờ mẹ một mình ở cổng trường. Con nhớ đứng im ở cổng trường chờ mẹ, không được đi đâu đấy nhé. Trống đánh tan trường vang lên, buổi học kết thúc. Hùng chạy thật nhanh ra cổng trường để chờ mẹ đến đón. Hùng chờ mãi mà mẹ chưa đến, Hùng bắt đầu sốt ruột. Hùng ngó nghiêng xung quanh. Phía trước cách cổng trường không xa là khu vui chơi dành cho trẻ em. Hùng thầm nghĩ, ở đó đông người quá, chắc là có nhiều đồ chơi. Trong lúc chờ mẹ, hay mình đến đó chơi một lát cho đỡ chán nhỉ? Thế là Hùng chạy veo veo qua đường đến khu vui chơi. Hùng đang mải mê ngắm chiếc đu quay, bỗng có một bàn tay đặt lên vai mình. Hùng quay lại, một người đàn ông trung niên hiện ra trước mặt. Bác ấy chỉa ra một gói bim bim rất to và nói, chào cháu đến đây một mình à? Mẹ cháu đâu? Hùng trả lời, cháu đang chờ mẹ đến đón ạ. Bác đó tiếp lời, thế nhà cháu ở đâu? Để bác lấy xe đưa cháu về nhé. Hùng loay hoay để đưa ra quyết định thì nhớ ngay đến lời mẹ dặn. Hùng nhanh nhẩu trả lời, cháu cảm ơn bác ạ, cháu đã hứa là phải chờ mẹ cháu đến đón ạ. Rồi Hùng chạy một mạch đến cổng trường để chờ mẹ. Cũng vừa lúc đó, mẹ Hùng đến nơi. Hùng đem chuyện lúc nãy kể cho mẹ nghe. Mẹ dặn Hùng tuyệt đối không được nhận sự giúp đỡ của người lạ mà không có lý do.